Thiết bị do Neuralink phát triển được đưa vào não người thông qua phẫu thuật bằng robot có thể giải mã hoạt động của não và liên kết thiết bị này về máy tính. Cho đến nay, Neuralink mới chỉ thử nghiệm thiết bị này trên động vật. Thiết bị có kích thước bằng đồng xu này đã được cấy vào hộp sọ của khỉ. Trong một tuyên bố đăng trên Twitter, Neuralink cho rằng việc FDA cho phép triển khai thử nghiệm nghiên cứu trên người là bước đi quan trọng để công nghệ của Neuralink có thể giúp đỡ nhiều người. Neuralink không công bố cụ thể các mục tiêu của nghiên cứu, đồng thời cho biết công ty chưa tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Tỷ phú Elon Musk đã đăng lại tuyên bố trên, đồng thời cho rằng việc cấy thiết bị do Neuralink phát triển vào não bộ người có thể giúp chữa khỏi nhiều căn bệnh, trong đó có béo phì, tự kỷ, trầm cảm và tâm thần phân liệt.